Vòng Nguyệt Quế Tình Yêu. Suy niệm Chúa Nhật thứ năm Phục Sinh. Năm C. Bài của Linh Mục Du Xê Trương Đình Hiền. Đã mang thân phận con người, ai lại không muốn ít nhất một lần trong đời được tôn vinh, được đứng trên bục cao, được mọi người tung hô vạn tuế. Cứ xem gương mặt của các vận động viên trong giây phút họ được trao tấm huy chương vàng, hay khi họ nhận chiếc cúp vô địch. Ôi hạnh phúc làm sao, vinh dự dường nào. Mà cũng phải thôi, đó chính là thành quả sau bao phấn đấu bằng mồ hôi nước mắt, bằng vất vả hy sinh. Vòng Nguyệt Quế đích thực xứng đáng được trao tặng cho những ai đã bước qua những đoạn đường gian nan thử thách. Chúa Nhật hôm nay, Tin Mừng Gioan dường như cũng muốn đưa chúng ta đi vào dự cảm của Đức Kitô về cái vòng Nguyệt Quế mà Ngài sắp được Chúa Cha ban tặng. Sau khi tên phản đồ Giuđa vừa bước ra khỏi bàn tiệc, giờ đây con người được tôn vinh, Thiên Chúa sắp tôn vinh người. Thì ra cái vòng Nguyệt Quế được Chúa Cha tôn vinh, cái giây phút vinh quang chiến thắng mà Đức Kitô dự cảm ở đây, không gì khác là vòng gai Ngài sắp đội trên đầu và bột thập giá Ngài sắp được nâng lên. Hèn chi, cũng ngay chính trong trình thuật của Thánh Gioan, Đức Kitô quyết định lựa chọn cái giây phút không ai ngờ. Phút giây Ngài bị hành hạ tới bờ đập nát để đăng quang, chấp chính làm vua cứu thế, làm hoàng đế tối cao của Vũ Hoàng. Philato mới nói với Ngài, vậy ông là vua sao? Đức Giê-xu đáp, ông nói đó, tôi là vua. Chính vì lẽ này mà tôi đã sinh ra. Gioan chương 18 câu 37. Và nếu có ai tự hỏi, tại sao Thiên Chúa lại tôn vinh con một của Ngài trong cái điều kiện cắt cớ như thế, thì hãy đọc lời giải đáp đầy thi vị và hoàn chỉnh của thư Do Thái qua mấy dòng sau. Khi vào trần gian, Đức Kitô nói, Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể. Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội. Bây giờ con mới thưa, lạy Thiên Chúa, này con đây. Con đến để thực thi ý Ngài như sách thánh đã chép về con. Sách Do Thái chương 10 câu 5-6. Chính vì thế, với bước chân ra đi vào bóng tối của Giuđa, cũng là lúc con đường thập giá đã mở ra cho Đức Kitô để từ nơi loang máu và ngập tràn khổ nhục sắp đến. Ngài hoàn tất thánh ý Cha. Và như thế, đó chính là phúc giây con người được tôn vinh và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi người. Và như thế, cái vòng Nguyệt Quế mà Đức Kitô nhận được từ Chúa Cha để tôn vinh Ngài lại chính là vòng Nguyệt Quế tình yêu. Một tình yêu trọn hảo vì đã hy sinh tính mạng cho người mình yêu. Phải chăng, cũng chính từ ý nghĩa này mà tiếp theo những tuyên bố về sự tôn vinh, Đức Kitô đã trao một giới răn mới. Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau. Yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em. Gioan chương 13 câu 34. Chúng ta biết rằng tất cả những lời tuyên bố đặc biệt và thâm tình của thầy Chí Thánh với cộng đoàn bé nhỏ tông đồ đã xảy ra sau hành vi rửa chân và nghi thức thánh thể, những dấu chỉ cao cả, sâu xa và loại biệt nhất của tình yêu. Thì ra con đường và sự lựa chọn của Thiên Chúa là như thế, và mãi mãi sẽ vẫn là như thế. Vâng, chúng ta có thể tôn vinh Chúa bằng những ngôi thính đường nguy nga đồ sộ, bằng những công trình mục vụ hoành tráng, bằng những sinh hoạt truyền giáo hấp dẫn thu hút cả triệu người. Nhưng hãy coi chừng,
Như Thánh Phaolô đã khẳng định, không có đức mến thì chẳng có ích gì. Hay như phát biểu của chị Tiara Lubis, những chiến tích lừng danh mà thiếu tình yêu thì chỉ còn là mây khói. Trong một thế giới mà hằng ngày có biết bao con người đang gánh chịu những đau thương chết chóc, tan nát, dập vùi vì đủ loại nguyên nhân, người Kitô hữu được gọi mời sống dưới răng mới, yêu thương nhau như Chúa, hãy trở nên chứng nhân cho tình yêu. Bởi vì chỉ có những ai mang con tim của chính Đức Kitô để yêu như Ngài, mới có khả năng dấn thân cho công cuộc truyền giáo và mang lại hoa quả. Như sách Công vụ Tông đồ đã minh chứng qua hai nhân vật Phaolô và Barnaba. Và cũng chỉ có tình yêu của Đức Kitô mới là sức mạnh và con đường duy nhất để xây dựng một thế giới mới, một trời đất mới, nơi chẳng còn sự chết, chẳng còn tăng tốc kêu than và đau khổ. Bài của Linh Mục Giuse Trương Đình Hiền.